Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợ nha các bạn. Thì hôm nay Lợ hướng dẫn cách là nhân 4 phát 2 nhân 5 vận vận 2. Thì đây là số thập phân nè, số thập phân. Còn đây là phân số nè, được chưa? Phân số, số 5 ở trên gọi là tử, số 2 dưới gọi là mẫu. Thì ở đây các bạn tùy vào cái cách các bạn muốn ra số gì. Ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển cái phân số này chuyển số thập phân này qua phân số, sau đó mình làm phép nhân phân số với phân số, được chưa ạ? Cách hai đó là các bạn chuyển cái phân số này qua số thập phân, rồi các bạn lấy số thập phân nhân số thập phân, được chưa? Thì mình làm cách một trước. Cách một là mình chuyển 4 phân 2 ra phân số nè. Thì các bạn nhìn nè, sao dấu phẩy mấy số ạ? Một số thì các bạn viết lại 42, bỏ dấu phẩy. Sao dấu phẩy một số là 1 thêm một số 0. Các bạn hình dung không ạ? Ok chưa? Vậy ta có 4 phân 2 nhân 5 phần 2 sẽ bằng 42 phần 10 nhân 5 phần 2. Rồi, tới đây các bạn, một là các bạn nhân tử với tử, mẫu nhân mẫu. Hai là các bạn rút gọn rồi các bạn mới nhân. Thì mình thấy rằng 42 chia được cho 2 nè, 5 được chia được cho 10 nè. Nhưng mình đừng có chia 10 nha các bạn. Để rút gọn cho nó dễ. Rồi. Vậy mình sẽ bắt đầu mình chia nha. 42 chia 2 là 20, 21. 2 chia 2 được 1. Mình làm chậm nè, để cho các bạn thấy được 1. Tiếp 5 chia được cho 5, 10 cũng chia được cho 5. Vậy 5 chia 5 được 1, 10 chia 5 được 2. Vậy ra 21 phần 2. Ok chưa? Các bạn muốn chuyển qua số thập phân thì các bạn cứ chuyển, còn không thì để phân số. Cách 2 đó là các bạn chuyển 5 phần 2 về số thập phân thì nó ra 2 phần 5, được chưa? Sau đó lấy 4 phần 2 nhân 5 phần 2 sẽ bằng 4 phần 2 nhân 2 phần 5. Rồi, đây là số thập phân nhân với số thập phân ra bao nhiêu ạ? Là 4 phần 2 nhân cho 2 phần 5 nè. 5 x 2 là 10, ghi 0 nhớ 1. 5 x 4 20, nhớ 1 21, ghi 1 hạ 2. 2 x 2 là 4, 2 x 4 là 8, được chưa? Cộng lại ra 0, 5, 0, 1. Rồi đếm sau đó phải 1, 2 số 1, 2, phải. Vậy ra 10,5. Ok chưa? Hai cách đó các bạn muốn dùng cách nào là quyền quyết định của bạn nha các bạn. Rồi mình cho bài tập 7/2 nhân cho 2 phần 9. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá